Chị Loan thì chuẩn bị đi chợ nha cả nhà. Anh đây là bên gì ta? Thu hoa, con chè thu hoa. Đi ăn ngày tháng gì mà áo đẹp dữ rồi. Nói lộn là không được ha. Con trai của Bùm Bùm và Bùm Phương, cháu Hồng Loan. Chú này đang làm cái gì đấy? Rồi chè chuẩn bị rất là nhiều nha cô chú anh chị.
vui vậy đúng không? Mình vô dọn cái nữa nhưng mà